Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có người thuộc nhóm Pha-ri-siêu mời Đức Giêsu dùng bữa với mình. Đức Giêsu đến nhà người Pha-ri-siêu ấy và vào bàn ăn. Bỗng một người phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, biết được người đang dùng bữa tại nhà ông Pha-ri-siêu, liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. Chị đứng đằng sau sát chân người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân người. Chị lấy tóc mình mà lau rồi hôn chân người và lấy dầu thơm mà đổ lên. Thấy vậy, ông Pha-ri-siêu đã mời người liền nghĩ bụng rằng, nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào, một người tội lỗi. Đức Giêsu lên tiếng bảo ông, này ông Simon, tôi có điều muốn nói với ông. Ông ấy thưa, dạ, xin Thầy cứ nói. Đức Giêsu nói, một chủ nợ kia có hai con nợ. Một người nợ 500 quan tiền, một người 50. Vì họ không có gì để trả nên tôn chủ, nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai mến chủ nợ hơn? Ông Simon đáp, tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn. Đức Giêsu bảo, ông xét đúng lắm. Rồi quay lại phía người phụ nữ, người nói với ông Simon, ông thấy người phụ nữ này chứ? Tôi vào nhà ông, nước lã ông cũng không đổ lên chân tôi, còn chị ấy lấy nước mắt mà tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã chẳng hôn tôi một cái, còn chị ấy từ lúc vào đây đã không ngừng hôn chân tôi. Dầu ô liu ông cũng không đổ lên đầu tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi. Vì thế tôi nói cho ông hay, tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít. Rồi Đức Giêsu nói với người phụ nữ, tội của chị đã được tha rồi. Bấy giờ những người đồng bàn liền nghĩ bụng, ông này là ai mà lại tha được tội? Nhưng Đức Giêsu nói với người phụ nữ, lòng tin của chị đã cứu chị, chị hãy đi bình an. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ rất thân mến, có bao giờ các bạn đã khóc chưa? Các bạn có hay khóc không? Và chúng ta khóc vì cái gì? Chia sẻ chân thành với các bạn trẻ, tôi cũng là người dễ xúc động. Có bao giờ chúng ta khóc chưa và chúng ta khóc về cái gì? Chúng ta khóc khi chúng ta gặp một cái chuyện quá buồn, ví dụ như là tình tan vỡ chẳng hạn. Và chúng ta cũng có thể khóc khi chúng ta thấy rằng là quá hạnh phúc, vui sao nước mắt lại trào. Và điều tôi muốn hỏi, có bao giờ chúng ta khóc về tội lỗi của mình? Có bao giờ chúng ta đã khóc, dù chỉ là một giọt nước mắt, về chính tội lỗi của mình? Các linh mục Xuân Lộc vừa mới tĩnh tâm xong, chúng tôi vừa mới đi tĩnh tâm năm xong, và Đức Cha giảng phòng là Đức Cha người Hải Phòng. Cũng vui tính, Ngài có kể một câu chuyện thế này, rằng là ở giáo phận Hải Phòng của Ngài đó, thì có một cái, ở một cái nơi kia nó có một cái ngọn núi, và được đồn là cái ngọn núi này linh thiêng lắm. Ở dưới chân núi nó còn có cả đền thờ của Hưng Đạo Vương, Đức Thánh Trần Hưng Đạo của Việt Nam chúng ta. Thế thì người ta đồn rằng là cái ngọn núi này rất linh thiêng, bởi vì trên đỉnh ngọn núi ấy nó có một cái phiến đá vuông to rất là đẹp. Nó chẳng khác gì một cái bàn cờ vậy đó. Và người ta nói rằng là có những đêm trăng thanh gió mát trời đẹp đó, thì lại nghe được những tiếng ca rộn rã ở trên đỉnh núi ấy. Dân chúng ở dưới tò mò với leo trên đỉnh, chẳng thấy gì cả. Và người ta nghĩ rằng là có lẽ vào những đêm trăng đẹp, các tiên nữ xuống để
ca hát trên đỉnh núi này và lại càng làm cho ngọn núi linh thiêng hơn nữa. Rồi có những ngày người ta có cảm giác như là có một cái cuộc tranh luận gì đó ồn ào lắm. Thế thì là các anh thanh niên vội vàng mới chạy lên xem là có chuyện gì ở trên đấy. Và khi lên trên đấy thì họ thấy là trên cái phiến đá lớn, đây là câu chuyện có thật đấy nhá, chứ không phải là thần thoại đâu. Đức cha kể đó. Tức là trên cái phiến đá nó còn vương vãi những cái giống như là người ta đang chơi cờ ở trên như vậy. Thế thì từ đó dân chúng mới tin rằng đây là một ngọn núi linh thiêng. Vì thế những người đau khổ, những người bệnh tật, những người thất tình lên trên đỉnh núi ấy với phiến đá người ta gọi là bàn cờ tiên để mà khấn hứa sẽ được ứng nghiệm. Thế thì chính quyền nhà ta mới thấy được nhu cầu này của dân chúng với quyết định bắt chước giáo phận Sơn Lộc chúng ta là xây lên trên núi Tàu Phục, xây những cái bậc thang lên như vậy. Thế thì dự án này được đưa ra đấu thầu với lại các công ty và cuối cùng chọn được một công ty với cái giá rẻ nhất để mà người ta làm cho mình. Thế thì công ty này thì có thể nó cũng bán dự án thế này thế khác rồi cuối cùng thuê được một cái nhóm thợ. Và để xây được bậc thang từ dưới đi lên trên đỉnh núi đó phải đưa đá ở nơi xa về. Công nhân cảm thấy vất vả quá. Thế rồi có một ngày có một anh công nhân anh mới phát hiện ra rằng là đây là có một cái điều tuyệt vời, đúng là trời ban cho chúng ta có một phiến đá đẹp lắm, đủ để chúng ta xây một cái bậc thang từ dưới lên trên đỉnh núi. Cần gì phải đi đâu xa, đá ngay đây trời ban cho mình. Thế là công nhân với ghè nhau ra xả phiến đá để xây bậc thang. Ngày tháng dần trôi đến ngày gọi là hoàn công, chính quyền nhà ta đến đi trầm trồ khen ngợi. Trời ơi, vùng đất này mà sao lại kiếm đâu ra được đá đẹp thế, lót bậc thang đẹp thế, đá đâu hay thế mà tìm đâu cho xa, trên đỉnh núi trời ban có sẵn phiến đá rồi cơ, xẻ ra mà làm đường đi. Thế là cầu thang xây xong, phiến đá linh thiêng đắp tan nát. Nghe câu chuyện này xong, 100% xảy ra tại đất nước Việt Nam chúng ta. Người ta chẳng biết khóc hay cười. Tôi cảm thấy nó mỉa mai thế nào. Thấy nó đau xót cay đắng và nó muốn cười nhạt nhẽo một cái. Đấy là con người chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ rất thân mến, thân phận của chúng ta là thế. Loài người của chúng ta có những lúc phải tự cười chính mình, mỉa mai chính mình. Chính bởi con người với những mưu toan, với những khôn ngoan mà nó rầm ra những cái hoàn cảnh, người ta ra sức làm và người ta không biết rằng là cái chuyện đó nó mỉa mai quá. Cái chuyện đó nó không ra làm sao cả. Tôi mượn cái câu chuyện đáng mỉa mai ở đời để dẫn chúng ta đi vào những câu chuyện kinh thánh ngày hôm nay. Câu chuyện thứ nhất chúng ta được nghe trong bài đọc thứ nhất là câu chuyện của Thánh Vương David. David của chúng ta được sinh ra ngay từ thuở nhỏ, con ông Jesse đã được Samuel sức dầu. Và khi mới chỉ là một chàng thiếu niên, ơn Chúa đầy tràn để David của chúng ta chiến thắng Philistine, tướng quân Philistine. Khi trở về, dân làng ca tụng David của chúng ta ngay từ thuở nhỏ đã được tràn đầy ân sủng, lớn lên thống nhất đất nước Israel và còn có một cái ước nguyện là xây dựng đền thờ Jerusalem để tôn vinh Thiên Chúa. Thế thì nhìn vào cuộc đời của Thánh Vương David, chúng ta thấy là một con người tràn đầy phước lộc từ nhỏ để có thể làm được rất nhiều những cái điều nếu không có Chúa ở cùng. Thế nhưng mà khi mà cuộc đời của Thánh Vương David tràn đầy ân sủng này, tốt lành này và cao cả, yên cửa yên nhà như vậy, thì hôm nay ông ấy lại ra sức khi thấy một người đàn bà vợ của tướng quân của mình, ông ấy lại ăn nằm với bà đấy, rồi lại cho chồng người ta đi ra ngoài tiền tuyến, rồi rút quân về cho người ta chết. Ra sức làm tất cả những cái điều đó. Rồi cuối cùng khi cướp vợ người ta được rồi này, khi giết được người ta rồi này, David được gì? David phá hủy tất cả sự thánh thiện, tốt lành mà Chúa đã ban cho mình. Thế thì đấy là câu chuyện thứ nhất. Thánh Vương David,
Một người tốt là thế, một người ân sủng đầy tràn là thế. Thế mà cũng có những lúc làm những cái chuyện mà chúng ta thấy rằng xấu hổ quá, mỉa mai quá. Câu chuyện thứ hai, câu chuyện của Phaolô. Một người mà Phaolô sau này thì nói với những người Do Thái là những người tự hào về mình là những người giỏi giang. Tôi nói cho các ông biết, so với người Do Thái tôi vượt xa các ông. Từ thuở nhỏ tôi đã học dưới chân thầy Gamaliên rồi. Ai bằng tôi? Tuân giữ lề luật Thiên Chúa, tôi không bao giờ để phải chê trách một điều gì cả. Thế thì một người được giáo dục từ nhỏ nề nếp đạo đức là như thế. Cuối cùng khi lớn lên, khi đã được học hành giỏi giang thành tài, ông ta xách gươm đi giết các Kitô hữu. Ông ta đã làm một điều mà chính ra về Thiên Chúa phải nói rằng Saul, tại sao lại giơ chân mà đạp mũi nhọn như thế? Một con người như thế. Nói ra như vậy không có nghĩa là để cho các bạn trẻ bảo đấy, David thế mà còn phạm tội thì mình phạm tội có là cái gì? David hay là Saul Phaolô mà phạm tội như thế thì chúng ta nó còn gấp ngàn lần. Chẳng qua là mình không biết thôi. Và cuối cùng là hình ảnh của ông Pha-ri-siêu. Một con người lúc nào cũng tôn thờ Thiên Chúa, tôn thờ Thiên Chúa. Thế mà ngày hôm nay ông ấy nói với Chúa Giêsu rằng nếu ông là một ngôn sứ thì ông phải biết cái hạng đàn bà này là thế nào. Tại sao lại để cho người ta đụng chạm mình như thế? Một cái điều rất đáng buồn, ông ấy tôn thờ Thiên Chúa mà hôm nay Chúa ở ngay trong chính gia đình, đồng bàn với mình, ông ấy lại không hề biết. Chửi rủa người đàn bà tội lỗi, coi thường Thiên Chúa, ông cũng đã phá hủy tất cả niềm hy vọng của dân tộc. Thế thì kính thưa quý ông bà và anh chị em, các bạn trẻ rất thân mến, chúng ta là thế, thân phận con người của chúng ta có những lúc mỉa mai. Chúng ta cười và chúng ta cũng phải khóc cho cái con người của mình để đừng bao giờ tự hào về cái điều gì cả. Chúng ta, tất cả chúng ta đều hay phạm tội. Bài ca nhập lễ hay lạy Chúa, Chúa biết rõ thân phận của chúng con, chỉ thích làm những chuyện xấu xa. Xin Chúa ban ơn trợ giúp để chúng con có thể làm được những điều Chúa ưa thích. Thế thì một mặt con người của chúng ta là mỉa mai thế, David là thế, Phaolô là thế, Pha-ri-siêu là thế. Thế nhưng đối ngược lại, Thiên Chúa của chúng ta không còn gì để nói. Trong khi David tột cùng của cái mỉa mai và ngu xuẩn, thì Đức Chúa tha mạng cho ông ấy. Thiên Chúa cho ngôn sứ Na-tan đến nói, tôi cũng thích cái câu chuyện này lắm. Thưa Đức Vua, có một ông nhà giàu đầy dẫy chiên cừu, và cuối làng có một ông nhà nghèo chỉ có một con cừu non. Thế mà khi ông nhà giàu có khách đấy, ông lại sai lính đến bắt con cừu non của cái người nghèo cuối làng về làm thịt đãi khách. Vua David của chúng ta bảo nhân danh ra về Thiên Chúa, ta sẽ tru diệt phạt đó gấp 10 lần. Na-tan của chúng ta chỉ thẳng mặt kẻ khốn nạn, đó là nhà vua. Vì cả ngàn thê thiếp như vậy chưa đủ sao, mà còn đi cướp vợ người ta. Thế thì ngay sau đó chúng ta thấy điều tuyệt vời của David, đó là tôi đắc tội với Chúa. Chắc chắn có lẽ ông khóc. Các đoàn Thánh Địa Đài Việt Nam hát cái bài đốc ca với giai điệu cũng khá là đẹp. Lạy Chúa xin xót thương, con đây lỗi phạm đến Ngài. Phúc thay người có tội mà được tha thứ, người có lỗi mà được khoan dung. Đây là một cái kinh nghiệm tuyệt vời, hay lắm. Vì thế tôi đặt câu hỏi, có bao giờ chúng ta khóc? Khóc về điều này, điều khác, khóc về tội mình. Thế thì một mặt cái mỉa mai của thân phận con người, thì mặt còn lại Chúa của chúng ta không còn gì để nói. Chúa của chúng ta là thế, không bao giờ bỏ rơi mình. Chúa cũng cho một luồng ánh sáng để cho Phaolô ngã ngựa. Để rồi Phaolô không còn gì, không thấy được cái gì cả, không còn gì cả. Và chắc chắn Chúa cũng chẳng bỏ rơi anh Pha-ri-siêu ngày hôm nay. Chúng ta đứng lên tuyên xưng đức tin.